Bước vào nhà thì sẽ là không gian của phòng khách. Phòng khách thì đây ạ. Xe máy thì để ở dưới này. Bước lên trên là phòng khách. Uống trà tiếp khách. Chỗ này thì có thể để tivi này. Phòng bếp. Thế hay của ngôi nhà này ấy, thì là nó rất là vuông. Cửa hình thửa rất vuông nhé. Đấy, hình thửa vuông. Bố trí cũng rất là hợp lý. Phòng khách này, khu vực để xe máy bên phải này, đèn chùm thì phải thay ạ, đèn chùm thì khả năng là hỏng rồi. Cầu thang lên tầng 2 và nhà vệ sinh ở đây, bếp ở đây. Cái hay của ngôi nhà ấy là đây này, các bác thấy cái khu vực giếng trời này không, cực kỳ là thoáng rộng, thông lên 5 tầng một tum nhá, thông hết đấy, thành ra là nó rất thoáng thông. Nhưng mà các bác thấy là cái đường hút mùi lại làm riêng kìa, cho nên là không bị lo sang các cái phòng khác bị ảnh hưởng mùi nhá. Cốt lõi của ngôi nhà là ok đấy. Đây ạ. Bây giờ chúng ta sẽ lên với tầng 2. Nhà ốp gỗ đi vẫn khá ok. Đường lên tầng 2 thì khác với các ngôi nhà khác. Chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái tủ nhỏ này để đồ rất là xinh. Tầng 2. Mỗi tầng thiết kế một ngủ thôi ạ. Một ngủ một vệ sinh. Đây. Một ngủ một vệ sinh. Thì từ tầng 2 các bác biết rồi đúng không? Sẽ phải đua ra. Đua ra từ đâu? Đua ra từ cái cột này này. Đây. Cột này. Nó sẽ được mỗi một tầng sẽ được nhô ra bên ngoài khoảng độ 70 phân. Hai cửa sổ cho nên phòng rất thoáng nhá. Rồi, chúng ta sẽ lên tầng 3. Tầng 3 thì cơ bản giống tầng 2 thôi. Sẽ có một phòng ngủ. Tầng 3 thì giống tầng 2, vẫn là một phòng ngủ thôi nhưng mà sẽ bố trí khác một chút. Cửa sổ ở kia là có hai kệ. Hệ đèn thì vẫn ok nhé. Vẫn sáng. Không phải thay mấy. Đấy. Một ngủ một vệ sinh. Mình rất kết những cái nhà mà nó có hai cửa sổ thoáng như này. Đấy, rất thoáng. Nào, lên tiếp. Tầng 2, 3, 4 giống như hệt nhau thôi. Mỗi tầng một phòng. Đấy, thôi lên thôi. Không có gì để tả. Nhưng mà lên đây, tầng này thì sẽ khác nhá. Cầu thang thì ốp đá granite, chứ không phải ốp gỗ nữa. Không gian phía trên này thì chia ra nhé. Đây là khu để máy giặt đấy ạ. Giếng trời vẫn ở đây ạ. Giếng trời đây. Thông lên trên. Thiết kế là để máy giặt nhưng gia chủ không để vì để tầng thượng hết rồi. Đây là phòng thờ. Cũng rất là thoáng. Và đây là một phòng như kiểu là phòng để đồ ấy. Hoặc là sân phơi thì tùy. Nếu để máy giặt ở chỗ kia thì phơi ở đây. Thoáng không ạ? Ngoài kia là đường Nguyễn Văn Huyên đấy ạ. Rất là thoáng. Chúng ta sẽ lên với cái tầng mà mình kết nhất ban nãy. Là tầng chiêu. Tầng thượng cũng là tầng chiêu ạ. À, ok. Ok nha. Ngõ nó rộng.